Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock. Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để Dân có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay vào nên của chúng ta tiếp tục là phiên điều chỉnh tương đối mạnh. Cụ thể vẫn đi giảm 15,55 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1.211,81 điểm. Giá trị giao dịch ở mức thấp 19.768,77 tỷ và đang yếu tố phân hóa dòng tiền khá rõ rệt. Nhìn chung, ở hiện tại thì chúng ta vẫn đang duy trì một xuống tăng và khi chúng ta gặp lại vùng cản mạnh, yếu tố điều chỉnh xảy ra là việc hết sức bình thường. Cũng như giai đoạn phía trước thì chúng ta có sự phục hồi và tăng tương đối nóng khi hở gấp liên tục thì chúng ta nó đang yếu tố quay lại retest những cái vùng gấp đó. Thì đây là vùng gấp 1.220 điểm thì chúng ta đã có yếu tố lắp rồi này. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắp luôn cái vùng gấp 1.210 điểm. Thì ở đây các bạn thấy này, nó tạo ra khoảng trống này và nó chưa lắp hết thì hôm nay đã lắp hết. Và ở đây chúng ta nó còn thêm một cái gap vùng 1.180 điểm thì không biết có lấy hay không. Thì chúng ta phải chờ đợi xem những cái diễn biến cung cầu của thị trường ta trong những phiên sắp tới như thế nào. Và thực chất trong giai đoạn phía trước mình đã cảnh báo cho tôi mình khá là nhiều. Khi chúng ta yếu tố tăng nắm hở gap thì nói rằng ấy, khi chúng ta nó lên cao về yếu tố hở gap thì chúng ta nên hạ bớt tỷ trọng để chừa sức mua khi chúng ta nó chỉnh về những vùng chiết khấu tốt thì chúng ta sẽ tham gia trở lại. Đúng chưa? Thì các bạn thấy rõ ràng rằng thì chúng ta này hiện tại nó đang chỉnh về đúng những kịch bản mình đưa ra. Thì bây giờ đối với nhà đầu tư mình đang cầm tiền thì mình sẽ chờ đợi những cái dòng cổ phiếu dẫn dắt để mình tham gia đoạn sau, cũng như bây giờ mình sẽ quan sát thị trường xem cổ phiếu nào mạnh thì mình sẽ tập trung vào cổ phiếu đó chứ mình đừng quan sát quá nhiều vào những cái chỉ số thị trường nữa. Tại thực chất thị trường bây giờ nó đang bị nhiễu động chỉ số khá là nhiều. Các bạn thấy những cái phiên gần đây đi thì chúng ta nó giảm đâu khoảng là từ 1.250 về đâu khoảng là vùng giá 1.210, giảm 40 điểm. Nhưng chất nó bị ảnh hưởng bởi dòng gì? Nó bởi vùng VIN là chính. Ví dụ các bạn thấy con VIC này nó giảm từ giá bao nhiêu ạ? À? Nó giảm từ giá 76 mà về giá 53, đúng chưa? Và những cái mã cổ phiếu này này nó chiếm những cái tỷ trọng lớn của thị trường, và khi mà cổ phiếu nó chỉnh mạnh như này thì chắc thì chúng ta chỉnh là hợp lý, đúng chưa? Hay là những mã cổ phiếu như VHM nó chỉnh từ giá nhiêu ạ? À? Chỉnh từ giá 63 mà bây giờ về giá 48 thì các bạn thấy nó chỉnh bao nhiêu giá? Và khi những mã phiếu này nó chỉnh đi sao, thực chất thì chúng ta nó chịu áp lực bán khá là lớn thì nó sẽ chỉnh theo. Hay bạn thấy những cái mã phiếu như VRE này, đúng chưa? Còn hôm nay những cái mã cổ phiếu làm ảnh hưởng thị trường thì đến từ ba mã phiếu đó, kèm theo những mã cổ phiếu trong ngân hàng như CTG này hay EIB này, những mã cổ phiếu nó quay lại retest vùng hỗ trợ trước của nó bình thường. Nên mình đánh giá rằng ấy, thì chúng ta hiện tại nó đang bị nhiễu động chỉ số khá nhiều, nên ta chỉ tập trung vào cổ phiếu thôi. Thực chất mã phiếu nào mạnh nó vẫn mạnh, mã phiếu nào yếu nó vẫn yếu. Mình đánh giá ở đây nó là nhịp chỉnh, không phải là một nhịp đặt đỉnh. Khi chúng ta nó đặt đỉnh thì sẽ có những dấu hiệu khác, và khi nào thị trường đặt đỉnh thì lúc đó mình sẽ cảnh báo các bạn. Còn bây giờ là lúc chúng ta tìm kiếm cơ hội chúng ta đầu tư. Mình ví dụ thị trường chúng ta lúc mà nó rơi đi nó vẫn chưa yếu tố gọi là nó chạm đáy, nhưng vẫn có những cái mã cổ phiếu nó đi lên trước. Thì ở đây các bạn thấy này, cổ phiếu nó đi lên trước đó là con FTS này, các bạn nhìn này, đúng chưa? Khi trường này chỉnh đây, chỉnh liên tục này, nó cân bằng lại tiếp tục chỉnh, đúng chưa các bạn? Nhưng bạn thấy này, ở đây nó vẫn có những nhịp ngắn được này, các bạn thấy này, nó vẫn có thể đánh vài cây trần lên. Hay bạn thấy con BSI này cũng tương tự như vậy, đúng chưa? Đây này, nó giảm như này này, nếu vẫn có những cái nhịp hồi lên mạnh như này chúng ta vẫn có thể tìm kiếm những điểm để chúng ta tham gia đối với con BSI trong lúc thị trường nó chỉnh, nếu mà nó mạnh thị trường. Thấy bạn nhìn qua đoạn nào ạ? À? Nhìn qua những đoạn này này, lúc thị trường chỉnh xong này, nhưng những mã cổ phiếu HBG nó có điểm mua đẹp thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu như con HBG. Các bạn thấy đoạn này này, thị trường chỉnh này, đây này chỉnh chưa xong này, nhưng mà các bạn thấy HBG tích cung thì bạn vẫn có thể vào mua được. Và khi các bạn thấy thị trường chỉnh xong nó đi lên rồi thì những mã phiếu này tăng ra mạnh thì các bạn sẽ bị hố cái điểm mua. Hay các bạn nhìn qua con LCG này, đây các bạn thấy này, thị trường chỉnh này, và khi thị trường chưa chỉnh xong này, những mã phiếu này xuất hiện điểm mua, các bạn cứ nhìn vào cổ phiếu để bạn tập trung, các bạn mua trước. Tại những mã phiếu này các bạn thấy là đi lên trước so với thị trường. Thị trường ở giai đoạn phía sau nó tạo đáy, nó cân bằng thời gian nó mới đi lên, còn những mã phiếu này đi lên trước. Hay các bạn thấy cái đoạn gần đây đi, ví dụ cái phiên giảm điểm như này này, các bạn nhìn qua FTS này hay là những mã cổ phiếu như con FPT đi, các bạn dòm vào, các bạn có dám mua không? Làm sao dám mua khi mà thị trường giảm 55 điểm? Nhưng sau đó các bạn thấy này, thị trường thực chất nó chưa tạo đáy, những mã phiếu này nó đã bắt đầu đi lên trước rồi này, các bạn thấy rõ ràng là như là như vậy đó. Nên vì sao hiện tại thì chúng ta nó là những nhịp điều chỉnh, chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn. Và khi chúng ta tập trung cổ phiếu thì chúng ta phải gì ạ? À? Chúng ta phải lên chiến lược đầu tư sẽ hợp lý, chứ không phải là chúng ta muốn mua mà phiếu nào chúng ta mua, hay là chúng ta mua breakout thì chúng ta mua, thì chúng ta phải có chiến lược hợp lý. Ví dụ như ở trong cái thị trường này mình đánh giá rằng nó chỉnh chỉnh về đây và cùng lắm là chỉnh về vùng giá 1.180 thì mình sẽ lên chiến lược như nào, thì mình sẽ lên chiến lược rằng mình sẽ đánh T cộng đối với mã cổ phiếu cân bằng nền được, và khi break lên mình sẽ bán. Mình sẽ lấy một vài ví dụ cho bạn dễ hình dung. Trong thị trường này khi mà nó chỉnh và nó bắt đầu hình thành đáy và nó cân bằng trở lại thì mua breakout sẽ rất khó để ăn. Mình ví dụ con HD Bank, các bạn thấy này, nhìn vào cái cổ HD Bank này, chúng ta mua ở đâu chúng ta có lãi? Có phải là bạn mua tết cung ở dưới đây thì có lãi này, đúng chưa ạ? Đây là T mấy ạ? Đây là T0 này, T1 này, T2 này, T3 này, đúng chưa ạ?
Thì bạn thấy rõ ràng rằng này, hàng về T2.5, T3 thì bạn bán khi break lên thì bạn có lãi. Nhưng bạn đu trên đây thì hàng về sao ạ? À? Hàng về nó lại lỗ. Đúng không ạ? Hay bạn nhìn qua những mã cổ phiếu khác, giống như con gì ạ? À? Như con VND hoặc là con gì ạ? À? Con HCM đằng trước đi. Các bạn thấy này, rõ ràng là các bạn mua đâu có lãi, rõ ràng là các bạn mua ở tích cung. Đây T0 này, T1 này, T2 cộng 5 về này. Bán lên đây có lãi nhưng bạn đu trên đây thì sao ạ? À? Hàng về thì lại lỗ thì chúng ta phải phát hiện ra những chiếc lỗ chúng ta đầu tư cho phù hợp, chúng ta phải mua mua ở phiên tích cung và khi nó bật lên thì chúng ta sẽ bán và chúng ta sẽ không làm ngược lại. Và kịch bản của thị trường ấy hiện tại thì các bạn thấy nó sẽ đi theo kịch bản nào mình đã đưa ra kịch bản rồi. Nếu chúng ta tốt ấy thì sẽ tích lũy từ vùng giá 1.210 đến vùng giá 1.250, còn nếu mà thị trường chúng ta nó xấu hơn thì chỉ tích lũy ở quanh vùng bao nhiêu ạ, nó tích lũy kênh dưới là vùng 1.180 đến vùng 1.200 điểm thì sẽ xảy ra hai kịch bản đó. Thì hiện tại nó đang xảy ra những kịch bản là nó tích lũy vùng 1.180 đến 1.200 điểm thì khả năng sẽ tích lũy ở biên này và nó tạo ra dùng những mới đánh giống đoạn nào ạ? À? Đánh giống đoạn này này thì chúng ta nó hở gáp đúng chưa ạ? À? Đây hở gáp này nó đi lên gì ạ? À? Nó đi lên ấy nó có nhiều yếu tố nó gặp cản cản mạnh sao nó sẽ có nhịp rũ bỏ về đâu ạ? À? Về để lắp hết những cái gáp của nó đúng chưa ạ? À? Có những cái gáp này này nó vẫn không lắp luôn này đó, rồi sau đó cân bằng đi đây nó bắt đầu một cái nhịp đi lên nó tạo mô hình island reversal thì nó sẽ tạo ra biên đi ngang thì dòng nhấn dắt mới nó sẽ xuất hiện. Thì đoạn này mình không nhớ không nhầm nó là dòng bất động sản dẫn dắt này sau khi cân bằng công lại tiếp tục đi lên, nên các bạn đừng có lo lắng về thị trường, thực chất thị trường chúng ta nó chưa đầy đủ những dấu hiệu gọi là đạt đỉnh thì bây giờ cứ tập trung vào cổ phiếu thôi. Các bạn thấy thị trường nào đạt đỉnh bằng con VND đi đánh như thế này không? Các bạn thấy thị trường nào đạt đỉnh bằng FCN đánh như thế này không? Các bạn thấy có thị trường đạt đỉnh như con SSI đánh như thế này không? Và còn rất nhiều mã cổ phiếu khác nó đang cho những cái form khá đẹp, FPT này đúng chưa? Thị trường đạt đỉnh thì nó sẽ không tạo ra những mã cổ phiếu mà nó có những nền tảng khá đẹp như vậy, đúng không bạn? Nên các bạn phải lưu ý hiện tại mình đã đánh giá rằng thì chúng ta bắt đầu có những cái cổ phiếu đã tham gia được rồi, chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu hơn. Còn cái chỉ số thì các bạn bỏ qua, thì chúng ta mua là mua cổ phiếu không phải mua vào index. Ở trên đoạn này thì mình cảnh báo cho tụi mình rằng như nào, thì mình hạ bớt tỷ trọng mình nên chưa nên mua, nhưng mà bây giờ mình hướng dẫn bạn rằng ở đoạn này sẽ tập trung cổ phiếu. Đúng giờ thì bạn có thể quan sát xem những cái dòng cổ phiếu nào mạnh thì chúng ta sẽ tham gia đoạn sau. Thì bây giờ mình sẽ phân tích qua một vài nhóm ngành đi. Đầu tiên là về dòng bất động sản. Bất động sản thì đầu tiên là con DSG. Thì nhìn chung con DSG này hiện tại nó đang đẹp hay đang xấu? DSG đẹp các bạn nha, nó không hề xấu. Tại vì sao ạ? Trên xu thế của nó vẫn giữ một trên xu thế tăng. Mẫu hình lớn của nó là mẫu hình gọi là cốc tay cầm dòng tiền vào xác nhận. Ở đây nó đang xây cái nền. Và ở đây các bạn thấy này, thị trường chỉnh nó chỉnh không? Thị trường chỉnh nó không chỉnh thì lúc thị trường bật tăng sao ạ? Nếu ngày mai hồi thì con này khả năng nó sẽ đánh trần đầu tiên. Nên các bạn có thể lưu ý được đối với DSG. Mình lấy ví dụ cho bạn dễ hình dung này, ví dụ như con gì ạ? À? Con DGC đi. Hay là con MWG đoạn trước đi. Đây MWG này. Những cái nhịp chỉnh xảy ra này. Đây, nhịp này chỉnh xảy ra, đúng chưa các bạn? Các bạn thấy này, thì dương chỉnh mà cái con này nó không chỉnh này tích cung được này, các bạn thấy là phiên này giảm bao nhiêu điểm ạ? À? Giảm 8 điểm hơn đúng chưa ạ? À? Lúc này con MWG nó giảm khá ít, lúc thị trường bật tăng sao ạ? À? Nó tăng gần trần. Hay các bạn nhìn qua những mã phiếu như DGC đi, đoạn trước cũng tương tự như vậy. Ở đây các bạn thấy nè, những nhịp điều chỉnh xảy ra này, đây cái nhịp này tăng lên này, nhịp điều chỉnh xảy ra này, con này không chỉnh này, sau đó thị trường này bật tăng lên này, thì lúc thị trường phục hồi sau, con này này có những cái cây trần. Hay con FPT cũng tương tự như vậy này, mình mới lấy ví dụ hồi nãy, các bạn thấy này, thị trường chỉnh này, con này không chỉnh này, lúc thị trường này bắt đầu cân bằng này và có những phiên đi lên thì nó tràn trước. Hay bạn nhìn qua con VHC đoạn trước cũng tương tự như vậy. Đây, thị trường chỉnh này. Mà chưa thị trường chưa chỉnh xong các bạn thấy mới retest hai đáy mà con này đã bắt đầu đánh nó kéo lên một nhịp rồi. Đúng chưa? Nên lúc thị trường này chỉnh mà con này không chỉnh thì lúc sau thì con này nó tăng trần nếu thị trường phục hồi. Đó thì DSG nó cũng tương tự là một cái form giống như những mã phiếu đó. Giờ đầu tư là mình có cứ nắm giữ, cũng muốn đánh thì cộng thì ở đây là cái điểm để chúng ta tham gia này. Nó sụp ly này, test cũng hai phiên này, nếu ngày mai phục hồi thì cái con này ngày mai sẽ đánh. Đó và đánh lên thì nhà đầu tư nào mua được dưới đây thì canh chốt lại dần theo chiều tăng, tại vì khi nó đánh lên break lên thì khả năng sẽ bắt đầu nó chỉnh lại, tại vì thị trường nó sideways mà thì nó sẽ bắt đầu nó cái yếu tố nó chỉnh lại như này thì các bạn mua được đây thì canh hàng về T cộng thì phải bán ngay. Thì đó là chiến lược T cộng, thì lưu ý con DG hiện tại đang cho những cái điểm T cộng khá đẹp. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như BCG. BCG thực chất ở đây các bạn thấy nó có đẹp hay không? BCG các bạn nhìn thì nó xấu thật, nhưng mà thực chất ở đây nó cũng gọi là vẫn giữ trend chứ nó không phải gọi là đạt đỉnh. Tại một cái cổ phiếu đạt đỉnh ấy, thì nó phải tạo ra hai đỉnh ba đỉnh. Thực chất ở đây các bạn thấy này, hai đỉnh ba đỉnh như này thì mình đánh giá nó không phải là hai đỉnh ba đỉnh, tại vì hai đỉnh ba đỉnh của nó thì cái biên độ của nó phải lỏng lẻo và vol của nó phải lớn. Thường thường đỉnh thì vol nó sẽ lớn, còn đây bạn thấy này, đoạn này ra rất là nhiều tin tức tiêu cực
về dòng bất động sản thì ai dám mua phải rơi như thế này này, ai cũng đè ra cắt lỗ thì ai người mua vào. Tôi cho ở đây nó đang là cái vùng tác thụ cái lượng cung hàng để có thể là bắt đầu trong cái nhịp chu kỳ mới. Thì đó mình những cái mã cổ phiếu như con BCG này, nó chỉnh về đâu, nó chỉnh về đây này sẽ là nhịp để chúng ta có thể là chờ đợi những điểm cân bằng để chúng ta mua. Còn bây giờ chúng ta có thì cứ nắm giữ bình thường, tại vì cái dòng bất động sản nó đánh như vậy rồi. Ví dụ ở đây các bạn thấy đánh vượt đỉnh thì kiểu gì cũng sẽ quay lại retest những vùng hỗ trợ trước của nó này, sau đó mới đánh tiếp. Sau đó các bạn thấy này, nó đánh vượt đỉnh nhịp thì sau đó lại quay lại retest hỗ trợ này. Cái này các bạn thấy này, nó đánh vượt đỉnh sau nó đang có xu hướng nó quay lại retest cái nền này này, retest dốc khoảng 10 10.75 gì cân bằng lên ta sẽ mua. Còn bây giờ thực chất chưa đi mua mới, quan sát nắm giữ thêm. Còn những mã phiếu như DG này, DG thì đánh cái kiểu của nó là đánh vượt đỉnh sẽ quay lại test đỉnh cũng như quay lại retest hỗ trợ, thì nó là cấu trúc thân đi lên. Các bạn thấy là cứ đánh vượt đỉnh cái đúng chưa thì quay lại retest cái vùng gì vùng hỗ trợ trước của nó này đó, sau đó là tiếp tục đánh vượt đỉnh cái thì sau đó các bạn thấy này, nó quay lại retest đỉnh của nó này, sau đó bạn thấy đánh vượt đỉnh cái này thì đang quay lại retest vùng nào, đang quay lại retest cái vùng này này đó, retest vùng giá đâu khoảng 26 mà cân bằng trên được 26 xuống lên thì sẽ điểm mua. Còn trước đây bạn thấy nó giảm điểm mà có vol đâu, khi nào nó giảm điểm vol gia tăng dần thì đó, lúc đó cái lực bán càng ngày nó sẽ càng nhiều, nhưng bạn thấy giảm điểm mà vol bé dần thì chứng tỏ đây lực bán nó cạn, nên đầu tư mình có cái nắm giữ. Còn mua mới thì mình phải chờ gì ạ? Yếu tố cân bằng lên mình mới mua. Tại vì đây bạn thấy nó chưa tạo ra biên sideways, ít nhất phải tạo ra biên sideways quay vùng này. Nó có những nhịp hướng lên thì sau đó mình sẽ mua. Còn bây giờ nó chưa xuất hiện bất kỳ một cái điểm mua, chúng ta sẽ chưa mua mới. Nắm giữ quan sát được. Và khả năng mình đánh giá được đi gần ngày mai khả năng sẽ hồi giá khoảng 279 gì đó. Đó muốn bán thì hồi lên đây để bán rồi chờ cái nhịp cân bằng mua lại sau cũng được. Còn con sale thì ở đây nó đang quay lại đỉnh này, quay lại retest đáy nó này, vùng giá đó khoảng 25 26 gì đó. Cái like vẫn giữ trên like tăng. Đoạn này tổ chức phân phối hàng thì làm sao phân phối, khi các bạn thấy vol bé tí như này làm sao phân phối, vol nó cạn dần thì đây yếu tố tích cực, thì ở đây nó chỉ cần retest lại khoảng 25 26 tích lũy thời gian có những cái trạng thái cân bằng lên sẽ điểm mua. Còn bây giờ nhìn chung vẫn có thể nắm giữ bình thường. Còn nói về những mã phiếu này đạt đỉnh thì mình đánh giá rằng nó chưa đạt đỉnh ngay khi mà chưa có biên độ phân phối hàng. Rồi tiếp tục HDC đi. HDC thì nhiều bạn nói rằng hai đỉnh, nhưng để xác hạ định hai đỉnh thì sao ạ? Thì nó phải gãy đâu, ít nhất nó phải gãy vùng giá nhiều ạ? Nó phải gãy vùng giá khoảng 32, vol của nó cực kỳ lớn thì ở đó mới hai đỉnh. Còn đây các bạn thấy này, nó quay về nền để làm gì? Để quay lại retest những cái vùng gáp trước của nó này. Các bạn mở cái chặt to to ra thì các bạn thấy cái vùng gáp bao nhiêu ạ? Cái vùng gáp đâu khoảng 342 này, nó quay lại retest vùng gáp 342 thì mình đánh giá ở đây nó sẽ có những yếu tố cân bằng. Và nếu mà nó xấu lắm thì nó cũng sẽ về giá bao nhiêu ạ? Nó về vùng giá đâu khoảng là 324 thôi để quay lại retest gáp này thôi, chứ nó cũng sẽ không giảm sâu. Nên nhà đầu tư là mình có muốn bán thì canh những nhịp hồi lên để bán. Còn đây đối với mình thì nắm giữ thêm được, mua mới chúng ta phải chờ đợi cân bằng. Còn nó đang rơi thế này chúng ta sẽ không mua mới, cứ chờ đợi cân bằng lên này. Ví dụ ở đây nó rơi đi cho nó rơi đã đúng chưa, nó rơi đâu khoảng 5 7 viên tổng này, sau đó bắt đầu nó sẽ có nhịp hướng lên này đó, sau đó quay lại retest đáy này, rồi sau đó các bạn chờ đợi những điểm gì ạ? Rồi nô sập này test cung các bạn vào các bạn mua đúng chưa, đúng cái điểm này các bạn mua. Còn bây giờ mua sớm làm gì khi mà nó chưa hình thành những cái điểm gọi là hai đáy thành công, quan sát và chờ đợi thêm. Rồi tiếp tục với là những mã cổ phiếu như Nam Long đi. Nam Long này các bạn thấy về nền cũng đã bật tăng lên rồi này, thì những mã phiếu này có thì quan sát nắm giữ thêm. Còn điểm mua mới chưa có, nó chưa hình thành đầy đủ điểm mua. Ví dụ ở đây các bạn thấy nó rơi đi, cho rơi xong nó đã này thì nó sẽ có nhịp phục hồi, sau đó quay lại retest đáy này đó, rồi xuất hiện phiên gì ạ? Xuất hiện những trạng thái này cạn vol này, xuất hiện nô sập này, test cung thì bạn vào mua. Còn bây giờ có thể quan sát tiên đối với Nam Long. Còn Novaland thì hôm nay lại tiếp tục giảm, thì nó giảm về đâu? Nếu mà nó giảm cùng lắm là về vùng giá đâu khoảng là 15 16. Còn thực chất ở đây mình đánh giá rằng nó giảm mà vô nó cạn như này thì chứ nó cũng không còn nhiều cung nữa, thì đầu tư là mình có cái nắm giữ muốn bán thì chờ đợi sẽ có nhịp hồi lên khoảng 20 chúng ta hãy bán. Còn bây giờ thì chưa phải là một cái nhịp gọi là để chúng ta tham gia cũng như bắt đáy đối cổ phiếu. Ví dụ đây bạn thấy nó rơi đây thì cho rơi xong nó đã này, rồi bắt đầu hướng lên này, quay lại test này, test cung mua được, hoặc quay lên xuất hiện nô sập này, test cung này thì đây thì phiên mua, cứ chờ đợi xuất hiện dấu hiệu đó chúng ta mua. Còn bây giờ chúng ta chưa mua sớm, quan sát thêm. Còn nhà đầu tư là mình thấy mình cầm tiền nhiều mình thì mình trích ra một vài phần trăm, đâu khoảng là 20 30% NAV mình đánh DG được này. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như con gì ạ? Như con VIX thì sao ạ? VIX thì mình có nói rồi, thị trường ấy hay là cổ phiếu nó lên bằng cái tin gì xuống bằng tin đó. Hiện VIX nó lên bằng tin IPO VinFast, IPO VinFast xong thì nó giảm là việc bình thường. Thì nó lên ở đâu thì xuống ngay chỗ đó. Thì ở đây nhà đầu tư mình lỡ kịp lên đây thì sao ạ? Thì mình sẽ canh những nhịp hồi mình hạ. Thì hồi tới đâu mình mới hạ, thì nếu mà mình nắm mình lỡ mình kẹp trên đây thì mình phải chờ đợi ráng cầm trong khoảng 3 5 phiên nữa cho nó hồi về 60 mình hãy bán. Tại vì ở đây các bạn thấy là nó chạm về gần cái nền dưới rồi. Giống như ở đây các bạn thấy này, nó bắt đầu lên từ vùng giá 52, nó lên vùng giá 72.
73 gì đó, sau nó giảm về giá nhiêu, giảm về giá đó khoảng là 52 lại, sau đó nó cũng sẽ có nhịp phục hồi đúng chưa, sau đó bắt đầu nó giảm tiếp, ở đây cũng tương tự dạy này, nó phục hồi lên, nó giảm xuống này, tăng lên này, giảm xuống này, gặp lại nền này thì khả năng về giá khoảng 51, sau đó sẽ phục hồi khoảng giá 60 thì chúng ta sẽ bán quanh giá 60. Các bạn thấy hai đoạn này này giống như hai giọt nước thôi chứ nó chả khác gì cả. Đường EMA 50 cũng ngay trên đây này thì nó cũng phải có nhịp hồi lên đây này, các bạn nào muốn bán thì canh hồi lên đây để bán. Còn đó mình thì lỡ cầm ở trên đây mình ráng chịu nhiệt trong khoảng 5 7 phiên nữa hoặc là một tuần nữa rồi cũng sẽ có nhịp hồi thôi. Cứ yên tâm, hồi hãy bán, còn bây giờ thì chưa bán. Còn mua thì mình cũng sẽ không mua, mình đánh vào phía bên trên nó sẽ ok hơn. Còn VFM thì ở đây nó về nền rồi, các bạn bán trên đây, các bạn không bán thì lên về đây các bạn bán làm gì khi nó về nền? Các bạn thấy nổ volume liên tục rồi này. Đó thì ở đây khả năng sẽ cân bằng và hướng lên nhịp vùng giá là khoảng 53 là cái nhịp sắp tới của nó sẽ hồi lên. Nếu đầu tư có cái nắm giữ muốn bán thì hồi lên 53 để bán. Còn đây mô hình này, vai này, đầu này, vai này thì sẽ có nhịp quay lại retest midline khi nó về hỗ trợ. 80% nó sẽ quay về giá 53. Các bạn để ý xem nó có về giá 53 hay không. Nếu bạn lưu ý nha, từ đây đến đây cũng được 900. Nên đó mình thì mình không bắt đáy, còn nhà đầu tư mình có thì canh lên đây mình để bán chứ không phải là để mua. Quan điểm mình là như vậy, mình chỉ mua những mã phiếu mà kênh trên xuống đi lên thôi. Rồi tiếp tục đi qua những mã cổ phiếu và chứng khoán. Chứng khoán thì hôm nay có VIN đi cũng khá là đẹp này. Thị trường chỉnh nó có chỉnh đâu, giảm 15 điểm nó cân bằng và ở đây các bạn thấy test một đá A đáng lên rồi. Thì kỳ vọng ngày mai thị trường phục hồi con này sẽ tăng. Nếu đầu tư mình có cái nắm giữ muốn đánh tích cộng thì đây là nô sập này, đây là tích công này, các bạn vào mua đánh tích cộng được này. Và đặt stop loss đâu quá khoảng 23.3 thôi. Thường thường nó sẽ như vậy, các bạn thấy này, ở đây bạn thấy này. Đây, đáy một, dòng tiền không lên. Sau đó bạn thấy lũ bỏ vài ba phiên, xuất hiện gì ạ? Nô sập này. Đúng chưa? Test công này. Thì đây cái điểm này các bạn vào mua này. Đúng chưa? T0 này, T1 này, T25 này, hàng về bán là vừa y. Thì ở đây cũng tương tự như vậy. Nếu mà mai thị trường phục hồi sợ thì khả năng sẽ bắt đầu bật tăng lên và sau đó nó sẽ tích lũy lên một vài phiên thì bạn sẽ canh bán trong T cộng. Rồi cái nhịp mua chính thì nó vẫn chưa vào nhịp mua chính thì khả năng đoạn này sẽ đánh tương tự như thế này. Đó nên lưu ý để mình đánh T cộng được viền đi. Rồi SSI này cũng khá là đẹp này, trên like thì vẫn giữ trên like tăng này. Cân bằng khá tốt này, xuất hiện nô sập này, xuất hiện những phiên test cung liên tục này. Nhìn chung thì hiện tại vol nó hơi lớn, phù hợp nhờ tụi mình nắm giữ nhiều hơn. Còn mua mới thì đó mình thì ở đoạn này thì nó chưa đủ cái nền thì chúng ta mua mới, quan sát thêm. VCI thì nhìn chung cái biên độ của nó cũng hơi lỏng lẻo. Trendline thì vẫn giữ trendline tăng. Nó quay lại thì test vùng hỗ trợ trước thì đoạn này cần cân bằng thêm tăng có điểm mua, còn bây giờ chưa điểm mua đối với VCI. SHS tương tự này xuất hiện nô đình 3 thì nó sẽ báo hiệu những sự cân bằng thêm. Hiện tại chỉ có VIN đi là nó khá đẹp thôi, khiến tích lũy nền đủ và những mã phiếu này vẫn chưa tăng nhiều. FTS cũng cân bằng khá tốt này, trên lại cũng trên lại tăng nhưng mình đánh giá đoạn này thì chưa đủ cái biên độ sideways để chúng ta tham gia nắm giữ thêm được. Thị trường phân hóa, cổ phiếu cũng phân hóa thì chúng ta cứ tập trung vào cổ phiếu để chúng ta chọn cổ phiếu mạnh để chúng ta tham gia, giống như con này tương tự SSI thôi chứ nó chẳng khác gì, có cứ nắm giữ thêm. Còn đó mình ở đây cũng chưa phải điểm mua mới, thì nhìn chung mấy dòng chứng khoán thì chỉ mua được con VIN đi thôi, tại vì dòng tiền phân hóa thì con này cũng firm đẹp và nó chưa tăng nhiều thì mua được con này. Còn những mã phiếu khác thì mình đánh giá nó sẽ tích lũy thêm trong dòng chứng khoán. Rồi dầu khí, dầu khí như BVD thì mình cảnh báo nhà đầu tư rồi, ví dụ xuất hiện cái phiên nô đi xuất hiện một cái đuôi chuột túi như này thì sẽ tố điều chỉnh xảy ra, thì điều chỉnh về đâu, điều chỉnh về lắp gáp như thế này này đó, lắp gáp cân bằng lên mới có điểm mua mới. Giống đoạn nào, giống đoạn này này, các bạn thấy này, đánh vượt đỉnh này đó, xuất hiện cái đuôi chuột túi này thì sợ nó sẽ quay về đúng chưa, nó quay về nó retest những vùng hỗ trợ của nó xong nó bắt đầu tăng tiếp, thường thường sẽ đánh như vậy. Hiện nay các bạn thấy này, nó đang xuống nó quay lại retest EMA 50 ấy, sau đó sẽ cân bằng sẽ quay mới bật tăng lên tiếp. Còn điểm mua mới chưa có, BVS cũng tương tự như vậy. Ở đây cũng sẽ có xu nó quay lại retest hỗ trợ này. Retest đáy của nó cũng giá là khoảng 36. Nhà tôi có cái nắm giữ, còn điểm mua mới thì chắc chưa hiện ra. BSR thì nhà tôi là mình mua vị thế tốt thì mình cứ nắm giữ thôi. Ví dụ ở đây mình mua được giá khoảng 17, 17 8 này mình cứ nắm giữ. Còn bây giờ lên gặp cản thì kênh chốt lại bớt vùng 2. Nếu mà cổ phiếu này chỉnh về đâu ạ? À? Nếu mà cổ phiếu này chỉnh về đỉnh trước khoảng 20 cân bằng trở lại thì sẽ tìm một cái điểm mua mới. Nên đó mình thì chờ đợi chỉnh về 20 mình để mình cover hàng, còn thực chất điểm mua mới thực chất nó chưa hiện ra. Quan sát thêm nó mã phiếu BR. Còn gas hôm nay nó tăng mạnh nhưng mà cuối phiên bị bán ngược giống gặp lại cản mạnh. Nhà tư mình có cái nắm giữ cũng muốn bán ấy thì lên vùng giá gas trên đây này 115 hay bán. Còn nhìn chung thì điểm mua mới thì thực chất nó xuất hiện cái điểm mua mới đẹp nhất của nó là vùng giá nhiêu ạ? À? Vùng giá đó khoảng là 12 9 này. Đúng chưa, là vùng giá đó khoảng là 102 là điểm mua mới. Các bạn thấy là lúc này thị trường vẫn đang điều chỉnh này nhưng bạn thấy con gas nó vẫn đi lên thì đây cũng vẫn là cơ hội riêng lẻ này, nơi chúng ta hiện tại đánh phân hóa khá nhiều nên các bạn quan trọng là bạn tập trung vào cổ phiếu để chọn cổ phiếu đẹp để chúng ta đầu tư chứ không phải cứ nhìn vào thị trường chúng ta đánh đồng cổ phiếu thì nó sẽ không đúng. Còn gas thì quan sát thêm.
Tiếp tục là hôm nay dòng ngân hàng điều chỉnh khá là mạnh thì ACB này, ACB nhìn chung thì nó vẫn tích lũy sideways, nếu phiên sau tích cung được thì bạn sẽ có điểm mua, còn ở đây thì chưa điểm mua mới, quan sát thêm vài phiên nữa như thế nào, đáng lẽ phiên này là phải nổ lên này nhưng các bạn thấy lượng cung còn quá nhiều cũng như bị ảnh hưởng dòng ngân hàng nên nó sẽ cần sideways để thêm, còn đây nó có một cái gap khá là to 24 nên các bạn muốn bán thì lên 24 để bán, quan trọng là chúng ta phải chờ được, chúng ta phải kiên nhẫn được chúng ta mới bán được vùng giá đó, còn mình thì mình hiện tại mình quan sát và mình chờ đợi thêm thôi. STB thì dừng chỉnh nó không chỉnh nhưng mà ở đây hở gap thì khả năng ngày mai quay lại lắp gap rồi, nên các bạn đầu tư có cứ nắm giữ quan sát thêm, còn khi nào nó gãy giá khoảng là 31 hãy bán, còn bây giờ quan sát ít nhất khoảng từ 3 đến 5 phiên đó mã phiếu STB. CTG thì nó đang xu hướng nó quay lại lắp gap này, ở đây mở rất nhiều cái gap này đang quay lại lắp hết những gap này này đó, chờ lắp hết gap này đi, hai gap này rồi chúng ta quan sát thêm, còn bây giờ điểm mua mới chưa có. Còn EB thì hôm nay nó quay lại lắp gap nào, lắp gap này này cũng như quay lại retest đáy của nó này, hôm nay vẫn khá lớn nên các bạn hạn chế tham gia, có thì canh hồi lên đi hạ đã bớt, còn điểm mua mới thì chưa có đối mã phiếu EIB, hôm nay cái vốn bán khá là lớn nên lưu ý cẩn trọng đối với EIB. Techcombank đây nó về lắp gáp này, đây còn những gáp này mình có làm sẵn những video trước rồi, khả năng sẽ quay lại lắp gáp, đúng giờ thì chờ lắp gáp tham gia, bây giờ chưa điểm mua mới. Con VBank hôm nay các bạn thấy cũng đạp khá là mạnh này, nhưng ở đây nó đang quay lại test gì retest hỗ trợ thì chờ retest hỗ trợ hướng lên ta sẽ có điểm mua, còn bây giờ chưa điểm mua mới đó VPBank. Rồi tiếp tục là con gì ạ, con Tiên Phong Bank đi, Tiên Bank này các bạn thấy này quay lại lắp gáp này này, rồi bây giờ các bạn thấy con cũng hơi bé thì quan sát chờ đợi những yếu tố cân bằng hướng lên ấy, ở đây ví dụ ở đây một đáy đây, nếu mà phiên mai cân bằng hướng lên thì sẽ điểm mua, còn bây giờ chưa điểm mua mới, quan sát thêm đối với Tiên Phong Bank. BID nó cũng đạp khá là sâu thì đang có xu nó quay lại retest cái gap này này, chờ đợi retest gap này cân bằng lên ta sẽ mua, còn bây giờ quan sát và nắm giữ thêm, còn nếu mà nó gãy hẳn cái vùng giá khoảng 44 vol to thì chúng ta hãy bán luôn. Rồi tiếp tục là phân bón này, phân bón DGC hôm nay cũng giảm điểm này thì ở đây nó tạo ra biên sideways và khả năng nó sẽ bị dao động trong biên 86 với 94 đó, thì nó sẽ cân bằng quanh biên này, còn đối mình thì phải chờ đợi yếu tố tích lũy thêm, còn đây nó chưa đầy đủ yếu tố mua ta sẽ chưa mua. Đây sẽ mở cân bằng trên gap và ở đây hở gap khá nhiều, chờ đợi lắp gap chúng ta mới mua. Đây mà tương tự, hiện tại đã quay lắp gap ở này thì lắp gap hết rồi hướng lên ta mới mua. Thép thì như thế nào? SG cân bằng khá tốt nhưng ở đây xuất hiện cái nguồn cung quá lớn này, hôm nay đóng cửa không cần phiên thì khả năng sẽ cần cân bằng thêm. Chứ điểm mua mới thì nó chưa xuất hiện ra. Nam Kiên bị bán được cuối phiên này thì ở đây nhìn chung thì sẽ chưa xuất hiện điểm mua mới, nó cũng sẽ báo hiệu sự cân bằng. HBG thì quay lại retest cái gap rồi này, thì đoạn này sẽ cân bằng thêm, thì chúng ta sẽ chờ đợi những yếu tố gọi hướng lên, ví dụ đây hướng lên này thì chúng ta chờ đợi những điểm cân bằng trên vùng giá đâu khoảng là 28.9 ta có điểm mua, còn bây giờ quan sát tiếp đối với mã cổ phiếu HBG. Thương mại thì FLT hôm nay cũng khá là đẹp này, trên line cũng trên line tăng này, cân bằng khá tốt nhưng ở đây biên của nó hơi lỏng nhưng cũng xuất hiện những phiên gọi là test cung này khó lường thấp này, thì kỳ vọng ngày mai sẽ nổ lên, nên các bạn nào ấy mà chấp nhận rủi ro thì các bạn có thể là đánh T cộng được đối mặt phiếu này, ví dụ đây này đánh giống như phân đoạn này này xuất hiện nô sập này kết công này T không T một các bạn mua được đúng điểm này thì về T 2.5 thì khả năng vẫn có lãi nhưng lãi ít, đánh giống như điểm này các bạn thấy này nô sập này kết công này nó có thể chạy ra này hai phiên như này này, nếu mà nhau tôi chấp nhận rồi thì đây có phải là những cái điểm để chúng ta mua không, vẫn có thể đánh T cộng trong ngắn hạn và chúng ta phải canh những cái nhịp cho chuẩn, thì hôm nay đã phiên mua chuẩn rồi, nếu mà mai nó tăng lên sẽ không đổi nữa thì phù hợp nhau tôi là mua phiên hôm nay thì canh những phiên phía sau để chúng ta chốt lại, còn bây giờ điểm mua mới đối với FLT thì mình đánh giá thì chấp nhận rủi ro thì vẫn có thể là mua được, nếu mà chúng ta chấp nhận rủi ro chúng ta đặt stop loss ngắn thôi vùng giá khoảng 82.5. MWG thì đoạn này đang hình thành mẫu hình gì ạ, mẫu hình vai đầu vai và phiên này này FOMO đánh lên bull trap nhịp thì ở đây khả năng sẽ rủ rủ về vùng giá khoảng 52 cân bằng lên ta sẽ có điểm mua mới, còn bây giờ chưa điểm mua đối với MWG, trên like vẫn giữ trên like tăng. Bin gym này vẫn xanh tại vì chạm về hỗ trợ, còn điểm mua mới đó mình chưa có tại vì biên của nó khá lỏng. Thủy sản này cũng kéo khá là quyết liệt này, VC thì dường chỉnh nó có chỉnh đâu, các bạn nói thị trường đạt đỉnh thì những mã phiếu này đáng lẽ cũng phải đạt đỉnh đầu tiên nhưng mã phiếu này không đạt đỉnh vẫn kéo như này cứ nắm giữ thêm chứng tỏ nó mạnh, thì mình đánh giá ở đoạn phía sau cân bằng ít nhất khoảng từ 3 năm phiên chúng ta sẽ đi mua. ANV nó cũng kéo lên khá là tốt này, quay lại retest hỗ trợ này, ở đây cũng sẽ cần cái biên sideways thêm, cái biên của nó hiện tại hơi lỏng. Tiếp tục là đi qua dòng cảng biển đi, cảng biển thì SGB mình đánh giá rằng con này nó khá là tốt, sắp tới nó chi cổ tức thì thực chất những mã phiếu mà nó chi cổ tức bằng tiền, con này mình đánh giá rằng ấy nó thường nó đánh sau khi mà nó chi cổ tức ấy,
giống như FPT, BSR, GAS đấy là những mã phiếu chia cổ tức bằng tiền ấy. Thì hiện tại những mã phiếu này chia bằng tiền nhưng mà thanh khoản nó bé quá, thì đầu tư là mình đánh vốn bé thì mình tham gia được, còn đánh vốn lớn thì mình giá thì mình chọn cổ phiếu lớn mình tham gia. Còn đó mình thì mã phiếu này nó cân bằng vài phiên nó sẽ bắt đầu có những nhịp kéo ấy, tại vì gamma delta nó kéo rồi mã phiếu này cũng sẽ kéo dược đỉnh ở giai đoạn phía sau, nên lưu ý hết sức giống như đoạn này thôi, giống như SGB đó nè, nó rủ xuống nhịp này đó, nó cân bằng này, nó bắt đầu nó kéo lên giống đoạn này, nó rủ xuống nhịp này đó, nó bắt đầu nó cân bằng này, nó lại kéo lên giật vài cây như thế này này, thì mình đánh nó sẽ có một vài nhịp kéo lên, đánh chúng ít thì đánh được, còn đánh nhiều thì mình đánh những mã phiếu gọi là vol to cơ bản tốt. Còn đây thì mình chỉ hướng dẫn cho những đầu tư nào mình vốn ít thôi. Còn BVT thì vẫn cân bằng khá tốt, điểm 10 nó chưa xuất hiện điểm mua. HA cũng tương tự như vậy, chờ đợi quan sát thêm. Gamma Delta này nó cũng phải cần sideways thêm. Vật liệu xây dựng thì CDD hôm nay nó đánh này, hôm qua mình có nói với con CDD này, nó sập công này chấp nhận rồi vào, nhà tôi là mua vào được những cái phiên này này thì sao, những phiên này này canh chốt lại dần, và chúng ta sẽ đánh trong ngắn hạn thôi, chúng ta sẽ không đánh dài. Rồi tiếp tục như con FCN hôm nay cũng khá là đẹp này, trên lại vẫn giữ trên lại tăng cân bằng kênh trên, nhà tôi có cứ nắm giữ. Còn đây mình giá thì muốn mua thì chúng ta phải chờ đợi khoảng 3 đến 5 phiên tích lũy nữa chúng ta có điểm mua. Còn chấp nhận rủi ro thì ở đây muốn vào thì mình giá thì vẫn có thể vào được, nhưng mà nó nổ lên ta sẽ bán ngay. Tiếp tục là con LCG, nó cũng không lực lượng lắm, trong thị trường này nó đánh cứ phân quá như này cũng rất là khó chịu. Ở đây là LCG cũng quay lại retest EMA rồi này, chả này mai sẽ phục hồi cân bằng vài phiên hướng lên ta có điểm mua, còn bây giờ chưa điểm mua đó mà cổ phiếu LCG. Quan sát thêm VCG thì đang quay lại retest vùng hỗ trợ của nó, thì khả năng sẽ quay lại retest giá đâu khoảng là 25. Điểm mua mới chưa có. Dịch Mai như thế nào? Dịch Mai gửi L này thì nó đang hình thành mô hình vai đầu vai, thì chờ đợi giai đoạn phía sau cân bằng của mình giá đâu khoảng là 32 33 gì mình sẽ hướng dẫn các bạn mua. Còn bây giờ cứ chú ý được đối mã cổ phiếu GGL này đoạn sau, quan sát được thêm vào danh sách theo dõi, mã phiếu đó cũng khá mạnh. TNG thì đoạn này cũng hơi gọi là khó chịu đúng chưa, khi mà đánh lên gặp cản cũng bị bán ngược cuối phiên, phải chờ đợi biên độ sẽ quay thêm. Rồi đi qua thêm một vài mã đi, khu công nghiệp này, IDC như thế nào? IDC cân bằng khá tốt nhưng thực chất nó chưa hình thành điểm mua khi mà biên của nó hiện tại đang khá là lỏng. BSR hôm nay cũng bị bán ngược vào cuối phiên thì đoạn này khả năng sẽ sideways thêm. Còn cũng chưa xuất hiện điểm mua mới. SSC cũng sẽ cần tạo ra biên độ sideways, nhìn chung nhau tôi có cứ cần chặn lại chút lại chứ mã phiếu này cũng chưa hình thành điểm mua. Tiếp thì cũng khá là đẹp này, no sập test công này. Đó thì chấp nhận rồi thì con tiếp này có thể là vào lấy vị thế để mình đánh tới cộng được, và chúng ta đặt stop loss vùng giá đâu khoảng là 22.5 thôi, và mục tiêu chỉ 57%, nó đến vượt đỉnh ta sẽ bán ngay. Cái phần nó đến trong đoạn này này đó, no sập này test công hai phiên này nổ lên này, ta bắt đầu nó chỉnh thì các bạn thấy này, test công bằng mua đi, T không này, T1 là T2.5, ta thấy này hàng về bán sẽ có lãi, chứ mình đợi lên cao mình mua thì nó sẽ bán không có lãi đó, nên lưu ý được đối với con tiếp này. Điện thì hôm nay xem như thế nào, con ghét cũng bị bán khá là rác. Con ghét thì khả năng quay lại retest gì ạ? À? Đáy trước đánh tương tự như vừa nay ấy, retest cân bằng lên tao có đi mua, bây giờ chưa đi mua mới. BC1 cân bằng khá tốt, nhưng mà nó thiếu cái phiên test cung để chúng ta tham gia quan sát thêm. Thì nhìn chung sơ lược qua dòng thị trường ấy, mình đánh giá thì nó chỉ vài mã cổ phiếu chúng ta có thể đánh T cộng được thôi, giống như DG này, VND này, tiếp này, rồi những cái mã cổ phiếu khác thì mình đánh giá chưa xuất hiện điểm mua đẹp, chúng ta cứ chờ đợi thêm. Thì kịch bản thì chúng ta nó sẽ tích lũy cái biên vùng giá 1180, 1210, đó là biên tích lũy, thì chúng ta sẽ chờ đợi giai đoạn phía sau để xuất hiện nhầm dẫn để chúng ta tham gia, tại vì chúng ta nó đi như thế này nó phải cần xây cái nền cũng khá là lâu nữa chứ nó sẽ chưa lên ngay. Thì cái đoạn sau là cái đoạn để cho cái dòng tiền nó phân chia trở lại để cho chúng ta nó set up một cái trận đánh mới, thì cái đoạn phía sau mới là cái đoạn để chúng ta có thể là đánh trend. Còn bây giờ chúng ta chỉ đánh lướt đâu đó T cộng với chị chồng nhỏ thôi. Hồi lúc trước mình có nói rồi đúng chưa ạ? À? Thị trường lên trên đây các bạn không chịu bán, lên xuống dưới đây làm gì có tiền để mua. Nên thực chất chúng ta thấy trong thị trường này quản trị vốn cũng là việc khá quan trọng đúng không ạ? Thì nhìn chung ấy là chúng ta mình giá này thì nó chưa đạt đỉnh, thì cứ tập trung cổ phiếu thôi để chúng ta đánh lướt T cộng ở đoạn này. Còn đoạn sau khi thì chúng ta cân bằng hướng lên đi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh trend. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe ủng hộ kênh. Các bạn còn thắc mắc gì có thể comment video này để mình hỗ trợ các bạn cách tốt nhất này. Các video trước bạn thấy này, mình có nói thị trường ta có yếu tố gì ạ? Ở gấp kéo ảo này đúng chưa, 12 trước này, kháng cự mạnh này, lưu ý này, chờ cái đáy 2 của VN Index này đúng chưa?
tích gáp này đó, cầm tiền làm gì này, cầm cổ làm gì này, chúng cho mình có cảnh báo khá nhiều rồi.